ngươi làm quan rồi, dạ. Ngươi không làm dân được nữa chứ gì. Ăn cố phải có thịt gà, báo cáo phải có đàn bà mới vui. Bánh mì mà là thực phẩm thiết yếu hả? Khi tình yêu hết hạn thì sự khốn nạn nó sẽ lên ngôi. Tao bỏ cọc rồi. Mày quay xe à? Chửi giao thông thường không có lợi. Bắt đầu ngoáy mũi. Hai ngày tao phải test một lần. Bây giờ chúng mày nhìn mũi tao xem. Chỗ này nhiều máu à? Trông cái mặt thì ghét thế chứ nhỉ? Thiên đình sẽ có Nam Tào bắt đầu mới. Làm sao mà vào đây mà hát hò nhảy múa loạn cào lên thế? Thế nó mới gọi là ảo ma Canada nhảy cha 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 và chuyển sang Lambada. Cái đặc biệt của táo mạng ấy, đó chính là cái thông điệp của táo mạng muốn gửi tới tất cả mọi người trong năm nay. Đó là chúng ta phải có một cái nhìn đúng đắn, phải có một cái sự nhận biết chính xác về không gian mạng. Bởi vì ở trên đó giữa tốt và xấu, trắng đen thì rất là khó phân biệt. Bởi vậy cho nên là lúc vào chầu thì Ngọc Hoàng có nói là năm sau thì đừng gọi nó là táo ảo hay là đừng gọi nó là táo mạng nữa đi, phải gọi nó là táo láo nháo. Vì từ đầu đến giờ mọi thứ báo cáo của nó rất láo nháo mà không biết đâu với đâu cả, nhưng lại cực kỳ cuốn hút. Năm nay Quang Thắng sẽ vào táo kinh tế. Và như mọi người thấy đấy, táo kinh tế thì phải túi đầy, nhá, căng đấy, và làm việc hết mình chống dịch, cho nên là không chú ý đến bản thân, để đến bây giờ râu tóc mọc dài là không chịu cạo. Năm nay là được vào chầu cùng với nhau, được song kiếm hợp bích với nhau là tôi cảm thấy rất là vui và tôi tự tin hơn rất nhiều. Có khi một mình tôi vào, có khi tôi lại run và tôi lại cảm thấy rất là sợ và tôi cảm thấy là mình không tự tin. Nhưng mà khi có thêm anh Thắng thì anh ấy thổi vào trong vai diễn rồi thổi vào trong cái phần diễn của chúng tôi, phải nói là một ngọn lửa hừng hực. Và lúc đấy thì Vân Dung và Quang Thắng sẽ kết hợp, sẽ có một màn kết hợp với nhau rất là nhuần nhuyễn, rất là vui, rất là hóm hình. Mặc dù vừa rồi giao thông năm vừa rồi không có nhiều thành tích nổi trội vì có được ra đường đâu mà tham gia giao thông, nhưng mà lại được cái hay là hạn chế tai nạn giao thông rất nhiều. Chúng ta năm 2022 chắc chắn là chúng ta sẽ được ra đường nhiều hơn, và nhưng hãy nhớ chấp hành tất cả những giao thông luật lệ quy định giao thông mà chúng ta để có thể tham gia nó tốt hơn nhiều. Cô Khánh thì vẫn đóng cái vai Ngọc Hoàng này, nhưng mà tất nhiên là mỗi năm nó sẽ có những cái thay đổi khác. Ví dụ như trong năm nó có những cái sự việc nó xảy ra thì mỗi năm nó khác nhau, cho nên là mình tìm hiểu, mình suy nghĩ rồi là mình sáng tạo theo cái góc riêng của mình. Mỗi người mỗi chất, mỗi người một hương vị, rất là hay, rất là tuyệt vời. Và năm nay thì Việt Bắc lại xuất hiện trên tàu quân và lại nói dòng quê hương. Đấy, lại ta về ta tắm áo ta, dù trong dù đục vẫn là cái áo. Bắt đầu ngoáy mũi. Tao phải test một lần. Bây giờ chúng mày nhìn mũi tao xem. Chỗ này nhiều máu à? Trông cái mặt thì ghét thế chứ gì? Ngươi làm quan rồi, dạ. Ngươi không làm dân được nữa chứ gì? Ăn cố phải có thịt gà, báo cáo phải có đàn bà mới vui. Bánh mì mà là thực phẩm thiết yếu hả? Tình yêu hết hạn thì sự khốn nạn nó sẽ lên ngôi. Tao bỏ cọc rồi. Mày quay xe à? Chửi giao thông thường không có lợi. Thiên đình sẽ có Nam Tào bắt đầu mới.